Ngày 10 tháng 12, Serbia đã hoàn thành việc kết nối với một đường ống dẫn khí đốt ở Bungary. Dự án này sẽ giúp Serbia mở rộng nguồn cung cấp khí đốt, qua đó giảm bớt sự phụ thuộc vào Nga. Khí đốt sẽ được vận chuyển từ thị trấn Novi Iska của Bungary đến thành phố Nis nice của Serbia, cho phép nước này tiếp cận khí đốt từ Azerbaijan và kho khí thiên nhiên hóa lỏng LNG từ cảng Alexandropolis của Hy Lạp. Bộ trưởng năng lượng Serbia Dubravka Jadovic, Tổng thống Azerbaijan Iham Aliyev và Tổng thống Bulgari Rumen Radev đã tham dự buổi lễ khánh thành ở Nice. Đây không chỉ đơn thuần là một dự án cơ sở hạ tầng, nó là biểu tượng của sự đoàn kết thành công và hiệu quả giữa Serbia, Bulgaria và Azerbaijan. Sự hợp tác này sẽ thúc đẩy sự phát triển kinh tế bền vững trong khu vực. Đường ống khí đốt giữa Serbia và Bulgaria có tổng chiều dài 170 km với công suất dự kiến là 1,8 tỷ mét khối một năm, chiếm 60% nhu cầu khí đốt thường niên của Serbia. Ủy ban châu Âu đã đóng góp 49,6 triệu euro cho việc xây dựng đường nối khí đốt ở Serbia. Trước đó, hôm 15 tháng 11, Serbia đã ký một thỏa thuận với Azerbaijan để mua 400 triệu mét khối khí thiên nhiên từ năm 2024. Bộ năng lượng Azerbaijan kỳ vọng khối lượng khí đốt cung cấp cho Serbia sẽ tăng lên trong tương lai.